Thưa quý vị, trong khi đó thì đánh bom khủng bố khiến cho 26 người bị thiệt mạng tại Afghanistan. Ít nhất là 26 người được cho là đã bị thiệt mạng và 50 người khác đã bị trọng thương sau khi một kẻ tấn công tự sát bất ngờ trước kích nổ quả bom mang theo trên người bên trong ngôi đền thờ Hồi giáo tọa lạc trên khuôn viên của một khu căn cứ quân sự tại mạn đông của Afghanistan vào ngày thứ Sáu 23 tháng 11. Tính đến nay, vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom này. Một nguồn tin an ninh cho biết, vụ nổ đã xảy ra khi các nạn nhân đang tham gia vào thánh lễ cầu nguyện hàng tuần tại quận Ismail Khel thuộc tỉnh Khost. Tất cả những người chết đều phục vụ trong quân đội Afghanistan. Trong suốt vài năm trở lại đây, phe nổi dậy Taliban đã cho tăng cường các vụ tấn công đẫm máu nhắm mục tiêu vào chính phủ lâm thời do Tây phương hậu thuẫn, nhằm để yêu cầu tất cả liên minh ngoại quốc rút quân ra khỏi quốc gia này. Hàng trăm nhân viên an ninh đã qua đời và nhiều trạm kiểm soát an ninh đã bị tàn phá suốt thời gian qua.